hãy quay mặt vào nhau để siết chặt một vòng tay, để uống với nhau những ly rượu hồng ra bôi. Và quý vị một lần nữa nâng ly lên để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc cho Kiều Đức Bồng Gia. Xin mời quý vị ạ. 1, 2, 3. Vâng, xin được chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Kiều Đức và chú rể Bồng Gia. Chúc cho cô dâu chú rể trong tâm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, và kính thưa quý vị, và đó là những giây phút thăng hoa tình yêu mà tất cả chúng ta đã được chứng kiến trên sân khấu tình yêu, để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu Kiều Đức và chú rể Bồng Gia ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ đây thì xin mời cô dâu chú rể cùng với gia đình sẽ cùng đi đến từng bàn tiệc để đón nhận những lời chúc phúc.